lên sơ đồ tổng quát của bo giọt nóng thì đa số là như này. Ở cái cầu lối thì nó sẽ có 3 dây, tôi gọi là dây số 1, dây số 2, dây số 3. Thông thường cái dây số 1 là cái nguồn E này, dây số 2 là cái nguồn M, dây số 3 là data. Đây là thông thường là như vậy. Thì hai dây nguồn này nó đi vào bao giờ nó phải đi qua bảo vệ. Tôi gọi chung là cái cầu trì, kể cả không bảo vệ quá áp thì nó là bảo vệ quá dòng, quá áp, đúng nhỉ? Bảo vệ quá dòng, quá áp. Đầu tiên là đi qua cái này đã. Bảo vệ quá dòng, quá áp. Sau đi qua gì ạ? Lọc nhiễu, chống sét đấy, ghi rõ là chống sét đi, chống xung sét đánh. Đây tôi vẽ một cái máy mà nó thiết kế đầy đủ nhất. Còn ai nào anh không thích thích đầy đủ thì anh mất đi. Được chưa? Đi qua mạch chống chậm. Đi qua mạch chống chậm. Đi qua mạch chống chậm. Đi qua cuộn cell. Cuộn acetylator. Acetylator. Đi qua chỉnh lưu và lọc. Qua chỉnh lưu và lọc. Anh bên dưới này thì đi qua bảo vệ quá tải. Đi vào đây để bảo vệ quá tải. Sau khi đi qua chỉnh lưu và lọc thì được 300V DC. Đi qua mạch tăng áp. Tạo ra điện cấp cho IC công suất điều khiển máy lén. Cấp vào đây. Đây ra block. Block. Hay máy lén cũng được. Sau đó có một loạt mạch bảo vệ. Đây là vi xử lý. Vi xử lý là cái thành phần trung tâm. Cái bo này. Bảo vệ quá tải thì cũng báo ở đây. Bảo vệ quá áp. Thấp áp. Thì nó lấy đâu ạ? Theo anh em nó lấy đâu ạ? Nó lấy lên. Cái điện áp này là cần phải bảo vệ, cấp cho các công suất nó tăng cao và nó không cho chạy. Anh nhìn đây, đây anh báo ở đây xem là đúng không, đúng thì cho chạy và không đúng thì ngắt.
bảo vệ quá tải rồi này, bảo vệ quá áp rồi này, kéo dài này xuống tí. Bảo vệ gì đó, sensor thì chúng ta khó hiểu đấy, bảo vệ quá nhiệt đúng không? Giao tiếp còn nguồn xúc nữa, nguồn xúc, nguồn xúc, nguồn xung thì có máy thì nó lấy điện AC, có máy lấy điện DC, tức là có máy nó lấy ở chỗ này, có máy lấy điện tại chỗ này, chung với cái công suất này. Nhá, đầu vào của nguồn xung này thì chúng ta hiểu là có thể là AC, có thể là DC 300V, AC 220 chỗ này, tùy. Ví dụ như anh Samsung, anh Samsung anh lấy luôn ở chỗ này, anh Toshiba, anh Panasonic anh lấy chỗ này, và anh ấy tạo ra được cho chúng ta hai điện áp, yêu cầu là bao giờ phải có một cái điện áp là bao nhiêu ạ? 15V. Còn lo lắng này bao giờ có một điện áp 15V. Một điện áp thứ hai có thể là 12 và áp thứ ba 5V. Anh lấy ra 5V ngay thì cũng được, và anh lấy ra điện áp cao hơn thì anh sẽ phải đi qua ổ áp để anh lấy ra 5V. Anh phải tạo ra được 3 cái điện áp của tôi. Trên vo lóng ta phải có 3 điện áp này, 15V để cấp cho cái con này, 12V để cấp cho đảo dơ le, 5V để cấp cho vi xử lý. Giao tiếp, mạch giao tiếp, mạch giao tiếp để trao đổi dữ liệu với dàn bên trong. Giao tiếp nó đi 2 chiều. Sau đó là bảo vệ quá nhiệt, thì đó chính là sensor ngoài trời là 1, sensor dàn là 2, dàn lóng là 2, sensor block là 3. Thì 3 cái này nó gọi là bảo vệ quá nhiệt cho 3 nơi. Đây là vi xử lý trên bo và lóng, thì chúng ta thường gọi nó là vi xử lý 2 đi. Từ vi xử lý này nó sẽ điều khiển con IC công suất này qua các cái đường dây, thì chúng ta vẽ một cách tổng quát như này. Đây, trong các cái đường này nó có H1, H2, H3, L1, L2, L3. Nó có một cái đường phao bảo vệ, chân này người ta gọi là chân phao, báo hỏng với C về cho biết. Đây là chân trừ qua IC công suất qua đèn. Đây là bảo vệ, bảo vệ quá dòng trực tiếp
trực tiếp, có nghĩa là như này, nó theo dõi cái điện áp, cái dòng của IC công suất này, nó báo quay lại đây luôn này. Chân này là chân xây in. Bảo vệ qua dòng trực tiếp, bảo vệ qua dòng gián tiếp. Gián tiếp là anh ấy theo dõi đây, rồi anh báo ở đây này. Bảo vệ mất pha, đây này, lấy từ đây, có máy lấy từ đây, có máy lấy từ chỗ đầu ra. Đấy, một cái máy đầy đủ nó có từng đấy mà bảo vệ. Đếm xem bao nhiêu bảo vệ nhá. Bảo vệ chống chập là 1, bảo vệ quá tải là 2, bảo vệ quá áp, thấp áp là 3, bảo vệ quá dòng trực tiếp là 4, bảo vệ qua dòng gián tiếp là 5, bảo vệ mất pha là 6, bảo vệ quá nhiệt là 7. Đấy, anh Pala là anh đầy đủ như này, gần đủ hết. Cho nên anh Pala tại sao anh ấy bền. Được chưa? Còn thiếu cái mạch gì không? Thiếu mất mạch điều khiển quạt, van đảo chiều. Để tôi vẽ gọn nó lại, để tôi vẽ cái mạch điều khiển quạt, van đảo chiều nữa. Bảo vệ mất pha, đây là con mạch điều khiển quạt, mạch điều khiển quạt thì cái này cũng có hai dạng quạt, cũng có ba dạng quạt, quạt có ba dạng quạt, một để vẽ hai dạng tổng quát, quạt AC, quạt DC. Đấy, hai dạng. Thế còn mạch điều khiển van đảo chiều với cả van tiết lưu thì nó giống như là cái mạch điều khiển motor vẫy, và giống như cái mạch điều khiển nó dùng cho le điều khiển van đảo chiều, còn nó dùng cái xe đảo để điều khiển van tiết lưu. Sensor ngoài trời, rồi sensor dàn, rồi sensor sensor và lốc ba đây, báo vào đây điều khiển van.
đảo chiều. Van đảo chiều. Van tiên lưu. Van tiên lưu thì tùy có máy không? Điều khiển. Đấy, đầy đủ hết. Trong cái bảo vệ quá tải là biến áp CT ấy. Bảo vệ quá áp, cấp áp này chính là nữa áp, nó gọi là UVP đấy. Thì đây là một cái sơ đồ tổng quát cho bo lóng của tất cả các loại điều hòa. Thì tôi phân tích lại như này. Một cái điều hòa mà anh thiết kế đầy đủ thì nó có đầy đủ các bộ phận như này. Đầu tiên điện đi vào nó đi qua bảo vệ quá dòng, cái câu chi đấy, bảo vệ quá dòng. Sau đó đấy cái con tụ bảo vệ quá, con ZNR đấy, là bảo vệ quá, thì đơn giản nó là như vậy nhá. Tiếp theo đi qua lọc nhiễu cao tần đấy, chính nó để chống xét. Tiếp theo đi qua mạch chống chập. Ví dụ mạch này thì ở trong Pala có, LG có, Samsung có, hầu hết các máy nó đều thiết kế nó đơn giản thôi. Nó để làm gì? Để khi mà chập ở đằng sau này này thì cái mạch này nó giữ lại điện áp, nó giữ lại điện áp, nó tác dụng như vậy. Nhưng mà một số cái thì cũng không có. Sau đi qua AC meter là một cuộn dây, dây rất to và trở kháng rất là thấp. Thì cái cuộn dây nó cho tần số 50Hz đi qua nhưng nó chặn lại cái tần số cao. Thì cái tần số cao nó sinh ra khi mà cái con công suất nó làm việc thì nó sinh ra cái tần số cao. Và cái tần số cao này nếu như không có cuộn dây này thì nó sẽ phản hồi ngược về nguồn và nó làm cho cái con này bị chết. Ri tức là ngược lại mà, đúng không? Ngược lại cái nguồn AC. Chỉnh lưu và lọc là đổi AC 220 thành 300V thì cái này cũng có, đúng không? Cuộn này thì tất cả các máy điều hòa đều có nhá. Cái này cũng tất cả điều hòa đều có. Cái này thì có máy không. Cái này và cái này tất cả đều có. Cái này có máy không nhá. Ví dụ anh điều hòa Pala 9000 thì không có, nhưng anh 12000 thì có. Đấy. Anh điều hòa LG 9000 cũng có, 12000 cũng có. Anh Samsung cũng có nhá. Anh Daikin thì không, có máy thì không. Daikin thì không có. Anh Mitsubishi có, anh Toshiba có. Cái này tùy máy, máy có máy không. Máy có máy không. Bảo vệ quá tải cho nó theo dõi, nó bắt cái dòng điện đi qua đây này, đi qua nó để nó tạo thành điện áp báo đây này. Anh mà quá tải thì thằng này nó ngắt, nó không cho lốc chạy. Thì máy gì có, Pala có, Mitsu có, nhưng mà Daikin thì không, LG không, Samsung không, để tùy. Bảo vệ thấp áp, quá áp thì hầu hết đều có. Chính là nó giúp thằng này nó theo dõi cái nguồn cái này. Ví dụ điện áp tiêu chuẩn là 300 mà anh tụt xuống đến 200 là nó không cho lốc chạy nữa. 220 thì nó giảm xuống mất độ 30% là không cho lốc chạy nữa. Tăng lên 30% cũng không cho lốc chạy nữa. Ví dụ nó tăng lên 380V là nó không cho lốc chạy nữa. Giảm xuống 230 nó không cho lốc chạy nữa. Người ta gọi là bảo vệ thấp áp và bảo vệ quá áp là như vậy. Thực ra nó là cái cầu phân áp thôi. Cầu phân áp thôi nhá. Thì cái này thì hầu hết các máy đều có. Thế còn bảo vệ quá dòng trực tiếp là anh lấy cái điện đầu ra của chân trừ này, anh quay lại chính anh. Nếu mà anh quá dòng cái là nó quay lại thì nó ngắt chính nó. Anh gọi là bảo vệ quá dòng trực tiếp. Ví dụ anh chạy quá dòng cái nó quay lại đây, nó báo về đây cái là anh lập tức anh ngắt chính anh luôn. Là bảo vệ quá dòng trực tiếp. Bảo vệ quá dòng gián tiếp là nó theo dõi cái áp này, nó báo ở đây. Thằng này mới nghiên cứu xem là mức này nó phải quá dòng hay chưa. Nó dùng phần mềm theo dõi xem là nó đã quá dòng hay chưa. Nếu quá dòng thì cho ngắt cái lệnh ấy đi.
mà chưa thì nó cho chạy, gọi là bảo vệ qua dòng gián tiếp. Hai thằng này thằng nào bảo vệ nhanh hơn? Trực tiếp nhanh hơn. Còn thằng này nó chậm hơn. Và anh ấy phải về, anh phải nghiên cứu xem nó đã qua dòng hay chưa, đúng không? Nhưng còn thằng này nó ngắt luôn. Còn bảo vệ mất pha thì cái này nó cũng có nhiều dạng bảo vệ mất pha. Một là nó theo dõi cái số cho này, hai là nó theo dõi đầu ra này nha, nó hai kiểu. Bảo vệ mất pha là gì? Cái con xe này luôn luôn chạy 3 pha. Thì cái 3 pha này thì chúng ta hình dung cái 3 pha của một con xe nó giống như là 3 ông lái một cái thuyền thúng. Thuyền thúng 3 ông quay tròn. Một ông chèo này. Một ông chèo như này. 3 ông này. Bây giờ một ông, hình dung là bây giờ một ông không lái, hai ông lái thì thuyền nó sao? Nó vẫn quay được nhưng mà nó sẽ một là nó yếu, một là yếu, hai là nó không đi đúng quỹ đạo của nó nữa, nó bị lệch, thuyền nó sẽ trôi lung tung. Và ba ông này mỗi ông lực kéo được khoảng 50 kg, thì bây giờ một ông này nghỉ mà muốn cái thuyền này nó quay được như vậy thì mỗi ông phải tăng lên thành 75 kg và hai ông này chết. Trong thực tế là nếu như không có mạch này này thì lốc nó vẫn chạy, nhưng mà con này nó sẽ chết. Cho nên là nó phải theo dõi xem là có đủ bao làm việc không. Nếu mà thấy thiếu cái ông làm việc thì nó ngắt cái này đi cho ông nghỉ. Nên cái này thì hầu hết là có, trên điều hòa hầu hết là có nha. Cái này thì có máy có máy không. Cái này thì hầu hết là có nhé. Cái này có mấy không. Còn ba cái này bảo vệ quá nhiệt cho dàn thì hầu hết là có, bảo vệ quá nhiệt cho block hầu hết là có, bảo vệ quá nhiệt ở ngoài trời hầu hết là có. Nhưng mà ví dụ như là anh Samsung anh chỉ có mỗi cái bảo vệ block này thôi này. Còn ba cái này thì thường là hầu hết là có ba cái nhé. Van đảo chiều thì máy nào có hai chiều thì có, máy nào một chiều thì thôi, đúng không? Van tiết lưu thì máy nào có, Daikin là có, Mitsubishi là có, bao nhiêu Mitsubishi tôi nếu nhớ không nhầm thì có một hai dòng máy nó có thôi, Fujitsu có, còn những cái máy khác thì không, Ala không nhá, Samsung không, LG không nhá. Van tiết lưu này, và cái điều là nó thay cho cái ống mao, thay cho ống mao. Thế còn quạt thì quạt AC, có máy quạt AC ví dụ như là cái máy Pala 9000 ga 410 thì dùng quạt AC, sang đến ga 32 nó dùng quạt DC và IC thích hợp trên bo. Daikin thì ngay từ ga 410 đã dùng quạt DC rồi, nhưng mà DC quạt DC tích hợp IC trong quạt, sang ga 32 thì nó dùng quạt DC và tích hợp IC trên bo. Mitsubishi thì vẫn dùng quạt AC. Một số máy thì đa số là Samsung thì vẫn dùng quạt AC. Ga 410, nói tóm lại là ga 410 thì nó thường dùng quạt AC. Đến sang ga 32 thì bắt đầu nó chuyển sang quạt DC, gần như là các cái hãng nó chuyển sang quạt DC. Và nó có hai xu hướng, một là để IC trên quạt, hai là để IC trên bo. Nếu để IC trên bo thì lúc này quạt nó có 3 đường UVV kép và 3 đường hồi tiếp 5V, mát và FB. 3 dây này là hồi tiếp, 3 dây này là ra cho quạt chạy, 3 dây này là cho quạt chạy và 3 dây này là hồi tiếp. Thì đấy là cái quạt theo cái kiểu để IC trên bo. Thế còn quạt mà có IC bên trong thì nó lại có 5 dây thôi. 5 dây là 1 dây là 300V, 1 dây là mát, 1 dây là 16V, 1 dây là control, 1 dây là FB. Thế cái này là nguồn cấp 300 mát, nguồn cấp 16, lệnh điều khiển tốc độ, hồi tiếp.
Thế còn nguồn xung thì máy nào chẳng có nguồn xung đúng không nhỉ? Thì có máy nó ra 15V, 12V, 5V. Có máy nó ra 15V và 9V. 9V sau đó là qua con 7805 là lấy ra 5V. Thế còn 12V thì nó dùng luôn ngay. Nó cấp cho dơ le thì nó đi qua một hai con trở, nó giảm bớt đi 3V. Cái này tùy. Và có máy thì lấy ở đây. Ví dụ Daikin là lấy điện chỗ này, Samsung là lấy điện chỗ này, nhưng có máy ở lấy chỗ này. Ví dụ Pala lấy điện chỗ này, LG lấy điện chỗ này, Mitsubishi lấy điện chỗ này. Thế tôi mới bảo là đầu vào nó có hai kiểu. Đấy. Giao tiếp, máy nào có giao tiếp, nếu không có giao tiếp thì sao nó nhận được tín hiệu lệnh điều khiển từ trong nhà đi ra. Thì nó lại chia làm hai dạng. Một là giao tiếp dùng nguồn DC, ví dụ Pala, Daikin, LG. Hai là giao tiếp dùng nguồn AC, ví dụ Samsung, Toshiba. Giao tiếp đi hai chiều, hầu hết các máy là đi hai chiều. Giao tiếp đi một chiều, ví dụ anh Samsung chỉ có đi từ trong ra ngoài và không có đi từ ngoài vào trong, tức là chỉ ngoài chỉ nhận lệnh không được cãi. Mà thì là không được cãi. Được chưa? Thế là có một cái hình dung tổng quát hết chưa? Có một cái bài này cái là tổng quát cả 10 loại hãng luôn, cả 10 hãng điều hòa luôn. Đó, có cái hình dung cả 10 hãng luôn. Bạn có biết nghề điện tử, điện lạnh, máy tính, điện thoại có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày? Nếu bạn chưa biết thì hãy bắt đầu ngay từ những giáo trình điện tử cơ bản hoàn toàn miễn phí phát trên kênh YouTube của Trung tâm Đào tạo Công nghệ cao Bách Khoa và học nghề trực tuyến.vn do kỹ sư Xuân Vĩnh giảng dạy. Khi đã có kiến thức căn bản, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội với các khóa học nâng cao trên website học nghề trực tuyến.vn. Trên website học nghề trực tuyến.vn đã có sẵn hàng chục khóa học video đào tạo kiến thức chuyên sâu về điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy tính, laptop, điện thoại, có hướng dẫn thực hành sửa chữa các pan mệnh mẫu, giúp bạn học đến đâu là làm được ngay đến đó. Hiện website vẫn đang liên tục cập nhật các giáo trình mới hàng ngày để phục vụ các bạn yêu nghề. Trong quá trình học các khóa học trên website, bạn có thể trao đổi với giáo viên bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn sẽ được trả lời ngay tất cả những vướng mắc trong quá trình học tập. Nếu bạn đã làm thợ, bạn luôn tìm các khóa học mới trên học nghề trực tuyến.vn giúp cho bạn luôn là người tiên phong làm chủ kỹ thuật. Ngoài ra, trung tâm còn liên tục mở các lớp học nghề tại chỗ, học tại Hà Nội, các nghề điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy tính, laptop, điện thoại. Để tìm hiểu thêm về các khóa học, bạn vui lòng liên hệ các số hotline 0964 027 299 hoặc 0936 327 789 hoặc 0936 927 789. Website học nghề trực tuyến.vn và Trung tâm Đào tạo Công nghệ cao Bách Khoa đã giúp cho hàng vạn học viên có việc làm ổn định, hàng ngàn học viên đã mở cửa hàng và có thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.